Cũng trong chiều nay phát biểu tại buổi tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Philip Roessler, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn lời mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 6 tới và cho biết sẽ giao Bộ Ngoại giao Việt Nam thu xếp cho sự kiện này. Nhấn mạnh ý nghĩa của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Mekong tại Việt Nam trong năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ông Philip Roessler phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam để góp phần tổ chức thành công hội nghị quy mô lớn này. Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Philip Roessler tin tưởng, trên cương vị mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với diễn đàn. Và dưới sự điều hành của Thủ tướng, khu vực doanh nghiệp tư nhân sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 47 dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Ngay trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành nghị quyết về chế độ và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thảo luận tại phiên họp, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo cần tập trung làm rõ những bất cập trong các quy định chế độ đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân ở một số văn bản. Trên cơ sở đó, rà soát lại hệ thống văn bản đã làm hạn chế việc áp dụng các chế độ chính sách hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân ở các địa phương khác nhau, đồng thời phải đảm bảo được tính thống nhất về chế độ của đại biểu Hội đồng Nhân dân trên cả nước, thể hiện được sự công khai, minh bạch và tương đồng về chế độ chính sách được hưởng giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên, cũng có đại biểu băn khoăn, trong điều kiện ngân sách hạn hẹp như hiện nay, việc tăng mức hoạt động phí của đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ gây gánh nặng cho ngân sách. Theo tính toán của Chính phủ, nếu tăng thêm 0,1 mức lương cơ sở ở cả 3 cấp Hội đồng Nhân dân, thì ngân sách nhà nước sẽ phải bố trí tăng thêm 470 tỷ đồng mỗi năm. Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thì yếu tố quan trọng nhất là con người, sau đó mới là cơ chế, chính sách. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, trước mắt thống nhất với đề nghị của Chính phủ. Theo đó, đại biểu Hội đồng Nhân dân bao gồm cả đại biểu hoạt động chuyên trách và hoạt động không chuyên trách được hưởng hoạt động phí hàng tháng là 0,3 mức lương cơ sở đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, 0,4 mức lương cơ sở đối với cấp huyện và 0,5 mức lương cơ sở đối với cấp tỉnh. Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo nghị quyết về chế độ và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Ngày hôm nay, đoàn giám sát việc thực hiện chính sách về phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 22 tháng 4 đã có hơn 390.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, gần 420.000 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả và cây công nghiệp bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại lên tới gần 5.600 tỷ đồng. Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, để giúp cho 390.000 hộ dân góp sức, ít nhất là hỗ trợ cho mỗi gia đình một thiết bị trữ nước hợp vệ sinh. Về lâu dài, để ứng phó biến đổi khí hậu thành công, cần thay đổi hành vi trong nhiều lĩnh vực. Trước hết là phải quyết liệt tiết kiệm nước và nghiên cứu việc tái sử dụng nước, đặc biệt là phải có giải pháp đồng bộ về quản lý nước ở 3 cấp là quốc gia, vùng và hộ gia đình. Với nông nghiệp, phải có cuộc cách mạng mạnh mẽ, chuyển từ nền nông nghiệp dùng nhiều nước sang nền nông nghiệp dùng ít nước. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị cuối quý 2 năm nay sẽ sớm có bộ tài liệu về nhận thức và hành động đối phó với biến đổi khí hậu từ cấp thôn xóm để tuyên truyền phổ biến tới mọi người dân. Cần phải tăng cường năng lực phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, chủ động tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong phản ứng chính sách kịp thời, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vào ngày hôm nay. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cần tăng cường phối hợp với các bộ ngành địa phương để tham mưu cho Chính phủ hoạch định, triển khai hệ thống các giải pháp thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020, đảm bảo an toàn nợ công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu, chủ động cung cấp, chia sẻ thông tin về thị trường tài chính, xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và phối hợp đánh giá các điều kiện cấp phép trong 3 lĩnh vực này. Liên quan đến hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển miền Trung,
Sau khi nghe Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng báo cáo tình hình kiểm tra thực địa tại tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế rà soát, thống kê các hộ nuôi trồng, khai thác thủy hải sản bị thiệt hại, mức độ thiệt hại, đảm bảo đầy đủ, chính xác, có đề xuất biện pháp hỗ trợ cho bà con ngư dân, nhất là các hộ gia đình, chính sách, hộ nghèo, khó khăn, các trường hợp bị thiệt hại lớn, nặng nề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Không được để dân thiếu đói do phải ngừng đánh bắt hải sản. Thủ tướng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Y tế cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ động phối hợp, hỗ trợ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây hiện tượng hải sản chết bất thường tại các địa phương này, báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý nghiêm vi phạm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cùng các địa phương trong cả nước chủ động tiến hành rà soát các dự án đầu tư trong các lĩnh vực, nhất là công nghiệp nặng, về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Trong 3 ngày liên tiếp vừa qua, tại vùng biển thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã không có thêm cá chết. Tuy nhiên, sau gần 3 tuần xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt dọc 4 tỉnh miền Trung, thì việc ra khơi đánh bắt và nuôi trồng hải sản của ngư dân các vùng biển này đã bị ảnh hưởng và thiệt hại rất nhiều. Trong thời gian đang chờ các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính và các giải pháp khắc phục hậu quả, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa phương thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tối đa tác hại do cá chết gây ra đối với môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng làm nhiệt độ nước biển gần bờ tăng cao, làm gia tăng tốc độ phân hủy chất hữu cơ có nguồn gốc từ rác thải, chất thải, có thể làm bùng phát tảo độc, lan truyền dịch bệnh và các chất độc hại. Vì vậy, việc quan trọng lúc này là đảm bảo vệ sinh môi trường vùng ven biển. Còn theo các nhà khoa học, hiện tượng cá chết nhiều chứng tỏ đã có một lượng lớn chất độc hại có độc tính như cyanua hoặc tương tự, nên dù giải pháp nào lúc này cũng cần phải khẩn cấp. Ở đây ấy, là nó liên quan rất nhiều đến một cái nguồn thải mà phần nhiều là thuyền thải từ đất liền. Chúng ta phải giải quyết của cái hậu quả này để thấy rằng là độc tính gì và lượng lưu tồn, thời gian lưu tồn trong môi trường biển bao nhiêu, lượng tồn dư có không. Và nếu là như thế thì chúng ta có những giải pháp lâu dài. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nhận định khi nhiệt độ tăng cao sẽ xảy ra phân tầng mật độ nước biển, làm giảm lượng oxy trong các lớp nước sâu, cũng có thể là một trong những nguyên nhân tiếp tục gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Riêng về việc nhiều ý kiến cho rằng do đường ống xả thải của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra hiện tượng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có kết luận hệ thống này đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Không giống với vụ việc của Velan trước đây mà đây là đường ống đã được phê duyệt và nằm trong quy hoạch. Và hiện nay trên địa bàn cả nước cũng có rất nhiều đường ống như thế này. Và ví dụ như ở Formosa thì trước khi nước thải được đưa thẳng ra biển thì đã được đưa qua một hệ thống xử lý rất là hiện đại. Thế còn việc là